Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Hôm Nay Có Gì Hot. Ở clip này thì mình chia sẻ mời cho các bạn một cái website rất là hay về học online, thì đó chính là về Unica. Đây là một cái website mà mình đã mua rất là nhiều cái khóa học về online, về trực tuyến để mình học. Thì cũng giới thiệu sơ qua cho các bạn biết về Unica, hay còn gọi là học viện online Unica. Đây là nơi chia sẻ những cái kiến thức đến hàng triệu những cái học viên muốn có trang bị cho mình cái để kiến thức về tất cả các lĩnh vực. Đây là một cái hệ thống mà đào tạo trực tuyến luôn, có một kết nối chuyên gia với học viên. Khi các chuyên gia có những khóa học hay thì người ta sẽ đưa lên trên này, và các bạn học viên chúng ta muốn học những khóa học đó thì chúng ta cũng lên trên này để chúng ta học, chúng ta tìm mua những khóa học. Thì Unica hiện có hơn 200.000 học viên đang theo học, và có 450 trên 450 giảng viên đã có những khóa học ở trên Unica này, và đã hậu ra là hơn 800 khóa học để các bạn học luôn. Ở trên Unica này thì các bạn đã thấy là đây là website chính thức của Unica, unica.vn. Thì các bạn sẽ thấy là ở trên Unica có tất cả những cái ngành học về ngoại ngữ, tất cả về ngoại ngữ, tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Trung. Về marketing thì có những khóa học về Facebook marketing, về email marketing, chạy quảng cáo, là video marketing, là kinh học văn phòng Excel này, rất phù hợp cho những các bạn văn phòng là kinh doanh khởi nghiệp, rất phù hợp cho các bạn đang bắt đầu khởi nghiệp, có những cái kiến thức nền tảng về chứng khoán, về kiếm tiền, về bất động sản, về các chiến lược kinh doanh, về phát triển cá nhân. Đây là một trong những khóa học rất là hấp dẫn, rất là hay và được mua nhiều nhất trên Unica, là kỹ năng giao tiếp, trình lãnh đạo, tài chính cá nhân, tất cả những cái kỹ năng về phát triển cá nhân đều được đăng tải ở đây. Ngoài ra có những khóa về công nghệ thông tin này, sức khỏe giới tính, phong cách sống, nuôi con này, để cho các bạn mẹ có con nhỏ về, có những khóa học về giáo dục sớm, thai giáo, ăn dặm này, nuôi dạy con này, và hôn nhân gia đình này, đặc biệt là khóa học dành cho những bạn chuẩn bị ra có một gia đình, hôn nhân, khóa học về hôn nhân này, đấy, nhiếp ảnh dựng phim. Đấy, thì trong Unica đây là một hệ thống học trực tuyến, chúng ta thấy được là rất là nhiều những cái khóa học đang có ở trên này. Bài học trực tuyến là gì? Học trực tuyến thì cũng nhiều các bạn cũng thắc mắc là học trực tuyến học như nào. Học trực tuyến là chúng ta chỉ cần đăng ký mua khóa học ở trên Unica, sau đó thì chúng ta sẽ được cấp một cái ID và một cái mật khẩu, chúng ta vào trong cái lớp học chúng ta vào chúng ta học thôi. Đấy, và chúng ta sẽ được học đi học lại rất là nhiều lần, học đến khi nào mà chúng ta cảm thấy không còn muốn học nữa thôi, khi chúng ta đã mua một cái khóa học rồi. Ví dụ như là chúng ta vào ngoại ngữ này thì chúng ta muốn học về khóa về tiếng Anh nào, có thể có rất là nhiều những khóa học về tiếng Anh, có các chuyên gia này, cô Lan về Belco này, cô Dương, cô Linh, tất cả những cái chuyên gia về tiếng Anh họ sẽ có những khóa học ở trên này. Những khóa học này là có giá là 800.000, giảm giá xuống còn 599.000. Chúng ta tự vào nhà cái khóa học chúng ta xem nhé. Đây là khóa học của cô Lan về phát âm tiếng Anh giọng Mỹ dành cho người Việt. Nhân dịp Tết này, tôi xin chia sẻ và tặng cả nhà một món quà, đó là lớp học mà tôi đã ấp ủ bao nhiêu năm nay. Là một diễn giả tác giả quốc tế nói 4 thứ tiếng, với kinh nghiệm cả cuộc đời về ngôn ngữ, tôi đã nghiên cứu và vô cùng hãnh diện là hoàn thành khóa học này với tất cả tâm huyết và đam mê của mình. Đó là khóa học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ dành cho người Việt. Là một tác giả, là một diễn giả sống ở Mỹ hơn 20 năm và làm việc tiếp xúc với người Mỹ rất là nhiều, và tôi đã tìm ra những cái bí quyết, những cái kỹ thuật, những cái công thức giúp cho những người Việt của chúng ta, ngay cả tôi, vượt qua những cái khó khăn thử thách khi mà chúng ta phát âm và nói tiếng Anh giọng Mỹ giống người bản ngữ. Cho nên các bạn, đây là cái khóa học tiếng Anh của cô Lan. Vậy đây, chúng ta sẽ tìm về nội dung các khóa học đây. Có các phần học, phần 1, phần 2, phần 3. Thì chúng ta vào đây chúng ta sẽ được học tất cả các phần này. Rồi khi chúng ta muốn học thử thì chúng ta sẽ học đại học thử đây. Đây là các bài thì chúng ta học thử, là chúng ta sẽ học bài 1, bài 2, bài 4, bài 5, là chúng ta học thử xong chúng ta cảm thấy ok, mình thích khóa học này
thì chúng ta sẽ đăng ký để chúng ta mua, để đăng ký để chúng ta mua. Và các bạn nếu các bạn mà thích cái về là các khóa học khác thì chúng ta có tiền về nuôi dạy con, tất cả các chuyên gia đầu ngành về chăm sóc nuôi dạy con nhỏ. Đây có khóa dạy con siêu kỹ nữ cùng bà kỹ độc gia này. Ở đây là của khóa học của thầy Nguyễn Phùng Phong. Đây là những bộ phòng đây có khóa học về siêu trí nhớ. Đây là thầy là người sáng lập trung tâm tâm trí lực, chủ tịch hội đồng quản trị học viện tâm trí lực, là kỷ lục gia siêu trí nhớ Việt Nam năm 2015 và kỷ lục gia siêu trí nhớ thế giới năm 2016. Là huấn luyện viên trưởng của đội siêu trí nhớ Việt Nam. Thầy có hai khóa học ở trong việc Unica và đang có 2263 học viên đang theo học hai khóa học của thầy. Các bạn có thể vào đây để chúng ta xem những khóa học, những cái nội dung của khóa học. Chúng ta vào đây chúng ta xem này, phần 1, 2, phần 3. Chúng ta cũng sẽ được học thử ba cái bài này. Cái giá của khóa học là 899.000. Chúng ta thích khóa học này, là học này thì chúng ta vẫn vào đăng ký học, thì chúng ta sẽ ra cái trang điền thông tin ấy. Như là điền thông tin nào chúng ta thanh toán thì khóa học sẽ được chuyển ngay vào trong cái email của các bạn. Các bạn chỉ được vào email chúng ta mở lên và có cái hướng dẫn đầy đủ trong email để chúng ta vào chúng ta kích hoạt cái tài khoản của mình, chúng ta vô chúng ta học hơn. Nhân đây thì cũng tặng cho các bạn là những cái mã giảm giá, chẳng hạn như cái khóa học dạy con siêu trí nhớ có giá là 899.000. Tuy nhiên các bạn thích cái khóa học này chúng ta comment ở dưới clip để mình sẽ trả lời và mình sẽ tặng cho các bạn một cái mã giảm giá là giảm giá đến 40%, thì giá chỉ còn có 540.000 thôi. Thay vì là 899.000 thì giá chỉ còn lại 540.000. Thì được cái mã giảm giá này thì các bạn thích các bạn comment xuống cái clip, mình sẽ tặng cho các bạn cái mã giảm giá. Không chỉ khóa học này, trên tất cả những khóa học trên Unica này, bạn thích cái khóa học nào các bạn có cái tiêu đề của khóa học rồi comment xuống cái clip thì mình sẽ gửi cho các bạn, mình tặng cho các bạn những cái mã giảm giá đến 40% của khóa học luôn. Ví dụ như là các bạn là thích cái khóa về tiếng Anh chẳng hạn, đây cái khóa vừa mình nói này là phát âm chuẩn giọng Mỹ của cô Lan, thì các bạn thích cái khóa này, các bạn copy cái tiêu đề của cái khóa học này và sau đó chúng ta comment ở cái phần clip của mình sẽ gửi cho các bạn giảm giá đến 40%. Các bạn mua ở trên này thì được giảm giá 25% là còn 599.000. Tuy nhiên mình sẽ tặng cho thêm cho các bạn cái mã giảm giá xuống là giảm giá 40% luôn, thì nó chỉ còn có 480.000 thôi. Thay vì 800.000 thì giảm giá 40% này, thì còn 480.000. Thì mình sẽ tặng cho các bạn cái mã giảm giá như vậy. Tất cả những cái khóa học trên Unica này mình đều có cái mã giảm giá, các bạn muốn các bạn mình đều tặng cho bạn được. Thì hình thức học online rất là hay, mình có thể học được ở bất cứ nơi đâu, ở bất cứ khi nào mình muốn thì mình ở đây học. Đây mình cũng có mua tất cả cũng khá nhiều những cái khóa học mà của Unica này. Về Facebook Marketing, về tiếng Anh, về kinh doanh, thầy Vũ Lam này, thầy Hỷ này, Hán Quang Dự này, thầy Nguyễn Ngọc Phan, mình có rất là nhiều những khóa học này. Mình vào đây khi nào mình thích mình vào đây mình học. Mình học rồi bạn cần có smartphone, laptop hoặc TV, bạn kết nối internet thì các bạn có thể bất cứ ở đâu các bạn ở đây là các bạn có thể mua học. Bạn ấn vào học này. Khi bạn mua thì bạn sẽ có cái tài khoản này. Thì có nhiều bạn cũng hỏi là ví dụ mình học online trên website như thế này thì mình có thể tương tác được với giảng viên không? Thì mình trả lời là chúng ta hoàn toàn có thể tương tác được với giảng viên nhé. Đây các bạn thấy là có 500 thảo luận cùng với mẹ Mộc Ngọc Cường là có 500 thảo luận luôn. Khi có những cái học, những cái phần học, những bài học này mà các bạn cảm thấy các bạn chưa hiểu, các bạn có thắc mắc về vấn đề gì đó thì các bạn chỉ việc comment ở bên dưới đó thì thầy sẽ trả lời cho các bạn, giảng lại cho chúng ta hiểu luôn. Đấy, thầy Hồ Ngọc Cường có 13.664 học viên, đấy, có hai khóa học thôi. Thì các bạn có thể học, đấy, chúng ta có thể vào để chúng ta học khóa một, từng bài học chúng ta học hết luôn. Và có thầy có 8 phần, có 65 bài luôn. Và tất cả những bài học này thì đều được cập nhật cái nội dung mới. Thì chúng ta sẽ là học đi học lại rất là nhiều, để tiền mua một lần thì chúng ta sẽ được cập nhật, chúng ta học suốt đời, trọn đời luôn.
Thì hôm nay mình cũng có một cái clip giới thiệu cho các bạn một cái học viện Unica, chia sẻ những cái khóa học online rất là hay, bao gồm tất cả những cái ngành nghề, khóa học mà các bạn muốn, các bạn có thể tìm ở trên này để chúng ta vào chúng ta học. Và bên cạnh đó thì mình cũng tặng cho các bạn những cái mã giảm giá đến 40%. Ngoài ra thì các bạn cũng thấy được ở trên Unica cũng hay có những cái chương trình khuyến mãi, chẳng hạn như là đây chúng ta có những ưu đãi giảm giá đến 65% về các khóa học về sức khỏe. Và nhân những cái ngày đặc biệt như ngày lễ Tết ấy, thì Unica thường hay có những cái mã giảm giá rất là sâu đến tới 65%, và có những khóa đồng giá chỉ có 200 mấy, hoặc khóa đồng giá còn có 99.000, 119.000, chúng ta có thể đi vào chúng ta mua. Nó thấy này, giá này từ cái khóa này đang giảm giá tới 60% luôn rồi, chỉ còn có 199.000 thôi. Nên là có giảm cân, 60% của cô Trang hay bác sĩ Hải, trong khóa còn chỉ còn 140.000 thôi. Đây là những khóa học về đang được khuyến mãi an toàn sức khỏe, học được yoga của cô Hiếu chỉ có 179.000. Cô đồng cô Hiếu, khóa của cô Hiếu 175.000. Ở ngoài ra những có những cái khóa học hệ đồng, khóa học đồng giá cũng rất là hay. Nhân dịp lễ Tết thì Unica hay có những chương trình khuyến mãi, chẳng hạn đồng giá 219.000 các khóa học về kỹ năng hay nhất. Chúng ta có thể vào đây để chúng ta xem. Đây là 60%. Một khóa của thầy là Michael Tú. Cái khóa của thầy Hiếu, Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu, giảm giá 17% là 499.000. Thì mình nếu các bạn thích cái khóa học này hoặc bất kỳ khóa học nào, chúng ta có thể có cái tiêu đề của khóa học, chúng ta comment ở dưới clip thì mình sẽ gửi tặng cho các bạn cái giảm giá sâu hơn, giá đến 40%. Thì cái clip này thì mình cũng chia sẻ cho các bạn một cái website về học trực tuyến, có thể là Unica. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, đừng quên bấm like, subscribe cho kênh của mình, mình chia sẻ nhiều những cái clip hay hơn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở clip khác.